nhà mà có người mệnh thủy các bạn cũng không có lo là nhà thiếu oxy đâu. Người mệnh thủy là mát tay lắm, trồng cây nào là sống cây đó. Mình trồng cho mấy cái thùng mớp ở ngoài ban công này là nhỏ xíu vậy đó, nhưng mà thấy vậy thôi chứ thâm niên của nó cũng khá là lâu. Ví dụ như là cây bạch đàn chanh này nè, cái ngày mà mình đặt nó xuống là vào tháng 4 2022, bữa nay là nó lớn dữ lắm, nó có một cái nhánh là bữa đó là nó đâm thẳng lên trên ban công nhà người ta luôn. Mình sợ người ta cầm lên quá trời luôn nên mình quặt nó xuống. Ai cũng thắc mắc cái nhà này trồng những cái cây gì mà quái đản không, mà đã không có đất rồi mà trồng toàn là những cây thân gỗ. Còn đây là cái cây bằng nhật, mình kể sự tích của nó cho các bạn nghe. Nó là con gơi con gớt ngoài đường á, nó mọc ở dưới cái cống nó mọc lên nên cái thân hình nó cũng lạ, tại vì nó phải uốn éo để nó được lấy ánh sáng á, nên nhìn nó như là cái cây bonsai vậy đó. Nên mình bắt tới về mình trồng. Mình nhớ đâu chắc cũng cỡ 4 năm trước á, cái dáng người nó hồi 4 năm trước làm sao giờ nó y chang vậy đó. Cái gốc cái thân nó chỉ có nở ra xíu vậy thôi chứ còn lại là y nguyên, nó cũng không có cao hay miếng nào luôn. Nó có phát triển thì nó chỉ xòe cái tán cây nó ra thôi chứ nó không có cao thêm. Còn đây là cây đinh lăng lá chén, mình hạ gốc nó là tháng 11 2022 luôn. Lúc mà mình mua người ta nói trồng ở đất sân vườn thì nó mới sống, cái mình nói không, mình trồng ban công. Cái người ta nói trời ơi nó sống không có nổi đâu. Vậy đó mà nó sống ở đây 2 năm mà phát triển dữ lắm, tôi bẻ lá của nó quá trời luôn. Cái thân của nó phát triển lắm, mình cũng lo là mai kia mốt nọ cái gốc nó to quá không biết đất ở đâu mà nuôi nó nữa. Còn đây là cái vàng chanh dây, có giá trị làm đẹp đội hình với làm mát cái vườn thôi chứ không có trái gì hết. Nhìn cái giường nhà tôi cái nào cũng eo ọt hết trơn á, nhưng mà nó có thâm niên. Bạn của mình á nó mạng hỏa, nó mà trồng cây gì á là coi như cây đó là cái tuổi thọ nó rất là ngắn, nên nhà đó là chỉ có hoa giả thôi chứ không có cây xanh nào hết, tại vì trồng không có được. Nếu mà muốn cây sống lâu phát triển đều đặn á thì kêu người mạng thủy á, người ta hạ cây xuống giùm rồi mình chăm, biết đâu nó sống được.